Alo em, anh check cái bài nhá. Cái bài này thì uh, về cơ bản em làm khá tốt nhưng mà có một cái ở đây nó đang không đúng. Về trình bày nhá, thì mình nên làm có thang tầng 1 lên tầng 2 này, em có thể ghi tầng trệt cũng được. Thì nó sẽ là tầng trệt lên tầng 2 và tầng 2 lên tầng 3. Đúng không? Nó không có tầng lửng thì mình tính thế. Rồi ở đây nếu mà khi mình làm ấy, cái bản thang này của em đang bị sai. Anh có lấy một số cái ảnh ví dụ để em cho em em có thể hình dung à, tại sao cái đoạn này nó lại sai bởi vì ở đây mình sẽ có hai bản thang thứ nhất là cái bản thang của cái chiếu này Nhá, nó sẽ ăn lên đây thứ hai là bản thang của chiếu này nó ăn xuống vậy thì hai cái đường này nó phải ăn nhập với nhau vậy nếu mà em đi cái bản thang này như thế này thì cái bản thang trên này không biết đi kiểu gì rất khó có thể đi được ở đây anh đã lấy ra một số cái ảnh ảnh để em có thể tham khảo đây này cái bàn thang của em nó đang như này rất giống với cái hình ảnh này luôn đây thế thì nó phải đi như này nhá thứ nhất ở dưới lên này thì nó sẽ phải giật một cấp ở đây đấy giật một cấp ở đây và nó sẽ tạo thành cái bản thang luôn đâm vào tường tiếp theo cái bản thang này thì nó sẽ đi ngang ra vì nó tính là chiếu nghỉ sau đó cái bản thang này mới ân nhập vào được nếu mà em đâm thẳng ra đây thì tại vị trí này nó sẽ là xây gạch xây gạch đúng không thì cái bản thang nó sẽ nằm ở tại vị trí đây đâm sang vậy thì cái bản thang này không thể nào mà nối liền với cái bản thang này được để em hiểu như thế ở đây cũng có một cái bản thang tương tự như thế thì em cũng thấy này đấy cái kết cấu nó sẽ tương tự nhá, giống hệt nhé kể cả nó chia bậc ở đoạn này thông thường thì chia bậc ở đoạn này nó chỉ chia một bậc thôi còn nếu mà chia hai bậc nó sẽ trở thành thang xoắn nhá chém chữ nghỉ thành một bậc như này thì về tính chất thì vẫn có thể vẫn có thể là làm cái phần bản thang vuông như này được nhưng mà đây đây em nhìn thấy không người ta đi như này thì bản thang này nó mới ăn nhập vào đúng cái vị trí này được còn nếu mà em đâm thẳng ra đây thì rõ ràng là cái bản thang vị trí này nó sẽ chỉ đoạn này thôi chứ đoạn này tính kiểu gì đúng không còn một nửa 1 phần 3 bên này nó tính kiểu gì đấy thế thì bây giờ ở đây thì nhìn rõ hơn này được chưa nhìn như này nhá cái thang của em sẽ đi y hệt như này luôn em cứ tính từ cái vị trí này ra 120 cho anh đấy rồi cái đoạn này ra 120 rồi cắt cái góc này từ góc này vào 120 còn nếu mà trong trường hợp mà mình chia cái bậc ở đoạn giữa chiếu nghỉ nó ra lớn hơn khoảng 3 bậc khoảng 3 bậc trở lên thì em sẽ thấy là nó sẽ trở thành cái thang xoắn là thang cong như này nhá thì nó sẽ có hai hướng thứ nhất là đi dưới lên này thì dưới lên là nó sẽ đâm vào tường ngàm vào tường như này đấy chưa cái thứ hai là phải đón cái chiếu từ trên xuống nó cũng đâm vào tường như này cái đoạn này nối bằng cách là vặn vặn cả cái bản thang để nó có thể xoay được theo một cái chiều đi xuống như này đấy em hình dung cái đoạn này nó khó như này thì cái phần này nếu mà mình phải vẽ một cái dạng thang cong ấy thì mình nhìn từ hướng này lên ấy thì nó sẽ có một cái đường lượn từ đây lên được chưa chỗ này bị vặn xoắn đấy nó thì như thế này thôi đây một có một đường đâm vào đây và một đường lượn tròn đến đây đấy nếu mà nhìn thẳng thì cái bản cái cái vị trí này không nhìn thấy nhưng mà mình nhìn từ nghiêng góc thì em sẽ thấy được cái phần này thế thì cái bản thang của em nó sẽ nằm ở trong trường hợp này nhá nằm trong các trường hợp này nó sẽ đi như này vậy thì ở trong cái bản vẽ của em em cũng phải đi như thế được chưa từ cái vị trí này này em đưa xuống là bao nhiêu này ở chỗ này là 100 đúng không 120 luôn đi đấy Đâm đây ra. Đoạn này nó là 100 này. Đâm đây xuống đi đúng vào cái vị trí này của em cái gì. Đấy. Thì cái bản thang này nó sẽ đi là kiểu này. Đây anh sẽ chỉnh cái phần này. Xóa thằng này đi đã. Thấy chưa? Đây cái bản thang của em nó sẽ phải đi như này. Thứ nhất là nó đâm đến đoạn này thì nó bẻ vuông. Mở cái bản thang này lên. Đây. Từ đoạn này ra đây là vuông này thì đấy nha đâm từ đoạn này ra đây như này sau đó từ đoạn này thì nó sẽ ra như này được chưa xóa cái này đi này từ đây lên đây thật ra là nếu mà em làm thì em có thể thẳng như này luôn cũng được nhé trong trường hợp này thì như này được đấy nhưng mà thông thường ấy mình muốn vuông để khi mà mình làm tủ thì có thấy mà nhìn nó anh thấy nó cũng thích hơn bình thường anh làm như này đấy thì cái bản thang của em sẽ đi như này được chưa bàn thang đi như này còn chỗ này thì mình sẽ không đâm xuống như này mà mình sẽ để thẳng bởi vì cả một cái phần mép này nó rất là khó để có thể làm được nhé người ta có thể ghép quốc pha làm sao được cái đoạn tự nhiên chém một cái như này bởi vì sau này người ta cũng bù vào luôn thì đoạn này mình đi thẳng như này thì cả cái bàn thang từ tầng dưới từ tầng trên còn cái bàn thang ở phần phía trên của em nó sẽ đón vào cái bản thang này tức là nó sẽ ăn vào như này luôn đây là cái bàn thang đi lên trên đấy tương tự như thế thì đoạn này cũng mắt và đi sang bên này được chưa và gác vào dầm hệ dầm này thì cái bản thang này em sửa lại như này cho anh để cho nó đúng nhá còn nếu mà cái bậc này sau này mà chém ra ví dụ như cái này của em này chém ra ba bậc này thì cái phần thang xoắn thì nó sẽ đúng hơn nhá thang xoắn đúng hơn rất là nhiều đoạn này thì anh sẽ phải check lại nếu mà chuẩn thì em sẽ vẽ như này này đấy chuẩn thì nó như này đoạn này nó lượn như thế này luôn đấy lượn vào trong thời ra là nó còn lượn vào trong như này này nó sẽ có một cái đường lượn vào đây như này không rõ lắm nó rất là bé nó sẽ lượn xuống phía dưới một chút như này đúng không đây cái bản thang trên này sẽ lượn vào vị trí này và cái bản thang dưới này ăn lên đấy thì đoạn này nó sẽ thấy như này em nhìn thấy cái hình ảnh mà anh uh, lấy ở đây đúng không đây này nếu mà nhìn vào đây gì về bản chất là ăn vào đây nhưng mà nó không nhìn rõ ăn vào đây một nửa một nửa của cái đường lượn này đấy thì cái tính chất là cái phần này nó sẽ thật ra là như thế này của em đúng hơn Như thế này đúng hơn rất là nhiều đoạn này thì ăn nó khuất mất rồi Nó khuất mất rồi mình không nhìn thấy Còn cái đoạn này nó lượn như này và đoạn này nó sẽ là cong này Chính cái đoạn giữa này nó sẽ bẻ cong này Đấy thì cái thang của em vẽ như này nó đúng hơn nhá Thang này đúng hơn Trẻ em ra này Còn bên này thì có vẻ như là Nếu mà em chia hai thì đúng Còn nếu mà chia ba thì có vẻ sai ấy. Nhá tính lại đoạn này Đấy thì anh nghĩ là em nên vẽ theo một tình huống như này nó sẽ ok hơn và không nhất định phải ăn lên tận trên này, nó chỉ ăn tận dưới này thôi. Ăn à, đoạn dưới này xong lượn lên. Được chưa? Đoạn trên này thì cũng tương tự như thế, nó ăn hai bậc, ăn hai bậc thì phải kéo xuống tận dưới này luôn. Kéo xuống. Được chưa? Cái nhà này thì đúng là em phải vẽ thang cong chứ không phải là thang thẳng. Nhá. Cái nhà này là thang cong rồi, không phải giống không phải cái này. Nhá, vậy là sai. Không phải cái này, nó phải là cái này nó mới đúng nó phải như này bởi vì cái bậc này của em đang bị chém ra là ba bình thường chiếu nghỉ của em không có bậc như này đấy chiếu nghỉ chuẩn như này nhưng mà bởi vì là nhà nó hẹp quá mình phải biến cái đoạn này tăng thêm số bậc lên cho nên người ta chém chiếu nghỉ ra thành ba bậc ba bậc thì đoạn này nó sẽ trở thành giống như một cái thang xoắn nhá chỗ này giống như một cái thang xoắn và đây là một cái thang kết hợp giữa cái thang thẳng và cái thang xoắn đấy thế thì em phải làm theo kiểu này và đây mới là cái đúng nhá làm theo đúng cái này và tính chất đoạn này lên thì nó cũng đâm vào như thế nhá nhìn chưa Rồi. đoạn này phải làm lại rồi làm lại cái bàn thang này nhé